Hello bạn, hôm nay mình chỉ cho bạn cách cái vò đều tháng 2 đó bạn. Bạn có cần cắt cỏ cái phân 13, 13, 13 đó rất là tốt. Cái phân này bạn rất là tốt nha bạn. Mình chỉ phân này nha. Giờ mình bỏ cái cỏ nó cho tụi bạn thế nào. Bắt đầu là 13, 13 cái ba số phân này ha. Phân này 3, 13, 13. Mình bỏ cái tháng này tháng 2. Đầu tháng 2 chuẩn bị vô tháng 2 rồi. Mình sẽ bỏ cái phân này để cho cỏ. Mình chỉ cách bạn cách sử dụng sao để cái cỏ nó rất là tốt mà không cần mua cái phân mất tiền nha. Cái phân 13 13 của mình đây, cái phân là 13 13 13 3 số 13 này nè, là nó tốt cho cỏ, rễ và lá và trái cây bông hoa. Nhưng tháng này mình chỉ cho bạn là tốt nhất là bạn đi cắt sát hết cái cỏ này, sát sát nha, sát hết cho mình đi, rồi bạn không cần thiết nữa, sát hết rồi bạn bỏ cái phân này. Cái phân này nó giữ rất là lâu, 6-7 tháng, nó tới tháng 9 vẫn còn tốt nha bạn. Nó rẻ tiền, nó tới 40 phao mà có 20 mấy đồng thôi, rất rẻ tiền các bạn. Còn coi nè, có 24 đồng mà là 40 phao, nó bỏ rất là nhiều. Bạn này rất là tốt nên mình khuyên bạn mua cái phân này đi, cái phân 13 13 13 nha. Nó rất là tốt cho một cái cỏ, nó rất là, đầu tiên là mình cắt hết sát rồi sau đó mình bỏ xuống nha bạn, cắt sát. Nếu bạn cắt còn sát nhiều á thì nó tốt hơn cho cái thân hai nó phát triển lá, thân lá và rễ nha bạn. Bằng nếu mà cắt bằng cắt cái mà nó hơi dài quá thì nó không có tốt cho cái mùa này đâu. Cắt sát xuống, bỏ phân, rồi một tuần sau nó sẽ lên rất là nhiều. Mà cái phân này là cái hột rất là bự, cái hột này nè, hột rất là bự. Cái hột này bạn biết sao, nó lâu tan lắm, nó nằm trong vòng 5-6-7 tháng chưa hết tan đâu, nó nằm trong cái cỏ nè, rồi nó tan từ từ nó sẽ ra, nó giúp cái cỏ rất. Có cái bạn biết không, vào tháng 11 á, tháng 10, tháng 11 là cỏ không lên nữa rồi. Bạn muốn cỏ không chết á thì bạn bỏ phần này, nó ấm, nó làm cho cái rễ nó không bị chết, cái cỏ nó xanh hoài thôi. Bạn biết vừa rồi nhiệt độ lạnh xuống khủng khiếp luôn, lạnh xuống gần zero đều, 11-16 đếm mà không chết là do cái phân này mình bỏ lúc tháng 11 thì cái cỏ này vẫn còn xanh luôn, mà thấy không, nó không có chết, cỏ nó xanh luôn. Còn tất cả nhà bên hông của mình là chết hết trơn nhưng cỏ này nó không có chết, do đó cái phân này nó giữ độ ấm và nó làm cho cái cỏ tốt quanh năm. Vào tháng 11 nha bạn, nhớ tháng 11 bạn bỏ phân này cho mình nha. Tháng 10 tới 1 bạn cắt ngắn hết và cắt lại bạn bỏ thì cái phân này, cái cỏ này nó không có chết nha bạn. Đó, giờ mình sẽ là cắt đi cho bạn mà mình coi rồi mình bỏ thế nào, mình chỉ bạn từng phần nha. Rồi mình chỉ bạn cách trồng cây thế nào, bỏ phân này thế nào để cho cái vòng tháng 2 là cây rất là phát triển nha bạn. Ok, giờ mình chỉ cho bạn nha. Biết không, mình cắt thử rồi, tới đây cũng chưa đạt nữa nha. Rồi bạn cắt thấp xuống một khúc nữa. Đó, khi bạn bỏ cái phân 13, cái phân cái này nó chưa có đạt, chưa có đủ, mình cắt một lớp rồi nó vẫn còn dài đó. Nên mà khi mà đến cái tháng 2 á, nên mà cắt thật là sát, mà cắt thật là sát cho mình đi, cắt sát còn nhiều còn tốt, sát nữa mình đây mình cắt này chưa đạt nha, cắt sát xuống chút nữa thì cái độ này nó chưa có đủ sát, nên mà cắt xuống thêm một in nữa thì khi mà bạn cắt sát xuống á thì cái lượng bạn bỏ phân này nè, cái bịch phân 13 13 đây, phân này rất là rẻ tiền mà nó rất là tốt cho rễ và thân lá cỏ đây là bông hoa được hết các bạn. Phân này nha, đó 13 13 13, bạn mua trong Home Depot, trong Walmart có bán. Một bao này rất là rẻ, có 24 đồng thôi mà bằng 40 phao, còn bỏ rất là nhiều nha bạn, bỏ rất là nhiều. Rồi đó bạn cắt thật là sát xuống, mình cắt thử cho bạn thấy nè, cái độ này nó chưa đủ, mình cắt thêm một chút xíu nữa nha bạn. Đó, giờ mình vượt cái máy mình cắt thêm nữa, mình đi giảm xuống thấp xuống, mình giảm cái máy mới cắt cỏ nó xuống thiệt nhiều nha bạn. Đó, cái máy cắt cỏ này nè, cái mình thử giờ là chưa đạt, nó còn dài nữa, nên mình khi mình cắt thấp xuống á thì bắt đầu cái tháng 2 á, rễ nó phát triển mạnh lắm, cái nuôi cái rễ với nó phát triển rễ ra, mình bỏ phân này á, thì phát triển rễ rất là nhiều, do đó bằng cắt sát nữa nha. Cái này nó chưa đạt, mình cắt thêm nữa thì mình phải hạ cái đèn xuống thấp nữa nha, hạ xuống thấp đi, xuống thấp đi ha, xuống thấp hết cỡ luôn. Thì mình cắt cái tháng này mà không có cần để mà nó quá, nó cái cùng cỏ mình quá cao á thì bạn bỏ cái phân nó không có tốt cho bạn đâu. Mình khuyên bạn cái cắt thấp xuống nữa đi. Đó. Cắt thấp xuống nữa thì cái lượng cỏ rất là tốt, nó mọc qua lên á thì cái cùng cỏ nó rất là xanh và rất là bự. Còn nếu mà bằng cắt mà nó dài quá á thì nó không có đủ sức của nó nuôi cái thân cỏ, nó cái cỏ nó không có bự. Đó, để cho mình giảm xuống. Cái này là cái bậc để bật lên bật xuống á, mình giảm nó xuống thêm một xíu nữa thôi là rất là tốt bạn ạ. Đó, mình bật ra xuống,
mình bật cái này nè, cái này là mình bật ra mình giảm độ độ cỏ nó xuống đó. Giờ mình cắt thấp xuống xíu nữa nha, cái cỏ này chưa được, mình cắt thấp xuống nữa rồi bỏ phân. Đó, mình quay sát cho bạn nè, bạn cắt sát luôn, cắt mà tới cái vòng vàng luôn nè, đó, bạn thấy chưa? Cắt cái vòng vàng này thì cái lượng cỏ rất là tốt, một bỏ phân nó sẽ tới 100%, nó giúp cho cái cỏ phát triển mạnh, bạn biết không? Còn nếu bạn cắt cao quá, thì bạn bỏ phân nó không có tốt, nha. Bạn bỏ phân nó sẽ ảnh hưởng nó, nếu mà cỏ nó cao quá đó, thì cái tháng này tháng đó nó mát, nó không có nóng, do đó bạn cắt thấp được và bỏ phân được thì cái lượng rễ nó phát triển rất là mạnh, nên hấp thụ rất là nhiều phân vô cho cái cỏ đó, thì trong vòng 4-60 tháng cái cỏ nó vẫn còn tốt, còn bây giờ bỏ một lần thôi đó. Mình thấy cắt tới luôn nè, cắt sát luôn nha. Đây là cỏ cũ của nó, đây cỏ cũ nó dài nè, mà thấy không, cái cỏ cũ chưa cắt á, nó cao nè, còn cỏ mới mình đã cắt rồi nên thấp vậy đó. Giờ bắt đầu bỏ phân là tốt lắm nha bạn nha. Bây giờ mình chỉ kết bọn bỏ phân cho bạn nha. Do đó bạn đừng có bao giờ mà cắt cọt sát tháng đầu tháng 3 tháng 4 bằng cắt là bỏ phân trễ nha bạn. Và do đó bằng bảo là bỏ tháng này nha, tháng này bỏ phân cắt sát cho mình nha. Đó, mình thấy cái cỏ thường thường á, cái tháng này nè, mình không nên để nó bằng khè hết ha. Đó, bằng khè hết, mình cắt sát bỏ luôn nè, mình chỉ bằng thấy nha. Đó, nó vàng hết, nó bằng khè này, bằng cắt bỏ hết cho mình, không cần để. Cắt sát bỏ vô trong cái bao rác, rồi bằng bỏ hết cho mình đi. Cái cỏ mà còn lại á, bằng ủ lại, bằng bỏ dưới cây nó tốt lắm. Cái cỏ này nè, nó vàng á, rồi khi bằng trồng bằng những cái loại cây như là mướp, bí, bộ, những cây gì mà bằng thả dưới, bằng cắt xong bỏ phân rồi bằng bỏ lên phần trên, nó giữ cái độ ẩm của nước. Nên bạn, cái cỏ này bằng giữ lại nó rất là tốt, nhiều người không biết tao bỏ uổng lắm. Do đó bằng giữ lại nha. Bạn thấy cái khác gì không? Cái phân này cái mình thử nghiệm mình coi đó, là cái này mình không có bỏ cọc phân 13, cái phân mình nói cho bạn đó, cái phân 13 đó là mình không có bỏ, thì nên nó chết hết, nó bằng khè hết, bạn thấy không? Đó. Còn cái phân bên này là mình bỏ, cái bên này là mình bỏ phân 13, mình cũng cắt sát luôn rồi, nó cũng vẫn còn xanh, bạn thấy không, nó khác nhau dễ sợ không. Bỏ cái phân 13 đó, khi mà tháng 10 bạn nhớ nha, tháng 10 bạn cho bạn nói người ta cắt sát bạn luôn, rồi cho bạn bỏ cái phân 13 lên thì nó giữ cái cỏ nó xanh vậy nè, dù mặt độ nhiệt độ nó xuống tới 11 độ F, 12, 13 độ F nó vẫn xanh vậy, bạn thấy không? Đó, vừa rồi năm vừa rồi nó xuống 16 độ F ở Houston đó, bạn thấy nó vẫn xanh lè, thấy không, xanh rất là xanh. Mình bỏ thử cái phân 13 này, thí nghiệm bạn thấy đó, nó khác dễ sợ không. Bên kia thì nó bằng khè, bên này nó rất là xanh, rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, bạn nhớ, mình nói bạn nhớ nha. Giờ có mua đến cắt cỏ, cái tháng này cắt cỏ gấp liền đi cho mình đi. Ở tiểu bang nào, ở thành phố nào, nước nào cũng vậy á. Vào tháng 2 là tất cả các cây nó phát triển rất mạnh. Do đó mình nói với bạn nào á là cắt liền cỏ, nói mấy người cắt cỏ giúp cho bạn á là cắt thật là sát. Cắt thật là sát đi. Sát luôn, trim hết sát cho mình sạch sẽ rồi sau đó bạn bỏ phân, là nó kết quả tới 100%, cái cỏ bạn nó rất là tốt, nó giữ trong vòng 6-9 tháng cái phân 13 mình nói chỉ cái bao xanh xanh đó, thì nó làm tới 9 tháng nó vẫn còn xanh, bạn không cần thiết đi bỏ phân nữa. Nếu bạn bỏ phân mà phân 5-6 là cỏ này chết hết,
cái phân này chỉ bỏ vào tháng 2, tất cả bỏ phân, những phân mà phân bỏ cho cây cối cỏ đó vào tháng 2, tháng 3, cuối tháng 3 là thôi nha, không bỏ nữa. Thì cái tháng 2 là lúc thời điểm này nè là bạn cắt hết. Nói người ta, nếu bạn làm không được thì bạn nói mấy người mà cắt cỏ đó tới cắt xác chi cho mình nè, hạ hết xuống luôn, cắt xác kia luôn, tới cái rễ vàng dưới cái gốc cỏ luôn nha, gốc vàng luôn. Rồi sau đó bằng rải phân là nó đạt tới 100% cây cỏ trong vòng 9 tháng trời. Cái phân này nó nằm rất là lâu, mà không cần bỏ phân một lần thôi nha, là nó giữ 9 tháng. Mà phân này rẻ tiền nha bạn, rất rẻ tiền đó. Giờ mình bắt đầu mình mà bỏ phân cho bạn coi nha, bỏ phân cái nào, bỏ thế nào, thế nào để cho cỏ nó không có chết, có điều nha bạn. Bây giờ mình chỉ bạn cái cách bạn mua cái máy cái kim là loại tốt, cái loại này vừa túi tiền bạn mà rất là tốt nha. Cái loại này là gọi là cái hiệu Robi. Cái Robi này rất là tốt mà rẻ tiền, cái trăm mấy thôi. Cái Robi nè, cái hiệu Robi nha bạn. Cái này bạn mua ở trong Home Depot nó có bán đó, nó có hiệu Robi, có chữ Robi đó, ở chữ Robi đó, mà thấy không, cái chữ này nó rất là tốt cho bạn. Thì cái máy này nó có tác dụng gì, nó có hai loại. Thứ nhất là cái này nó dùng bằng xăng nha, nó để cái loại bằng xăng với một cái loại mà xăng pha nhớt, cái hai loại nó khác nhau. Thì mình khuyên bạn mua bằng xăng nó tiện hơn. Bằng xăng bạn không có mua cái loại cái bình mà pha nhớt bằng pha vô để nó chạy đó, cái đó phiền phức lắm. Bạn lúc bạn phải đi mua rồi bằng pha vô rồi nó mất thời gian bạn rất là nhiều. Rồi bạn giúp bằng pha không có đúng, nó một cái bình nhỏ là một galon, nhìn lúc bằng pha nó không có đúng thì nó làm cho máy nó không có nổ nha bạn. Nên mình khuyên bạn mua cái loại này, nó là 4 circle nha. Rồi nó là rất là tốt, nó chỉ dùng bằng xăng thôi, nó có hai loại. Bạn vô bạn hỏi nó, cái loại ta dùng gas only, no oil mix, do đó cái mình nó chỉ bằng là bằng gas, cái nào bằng gas là bằng xăng đó, thì bạn chạy cái này nó khỏe hơn, bạn đổ vô bằng giật nó nổ thôi nha. Ok, thì mình khuyên bạn mua cái loại này, nó là bằng gas thôi nha, nó có hai loại, loại một loại mà bằng gas riêng về gas, một loại nó bằng gas pha với dầu để mình trộn chung với nhau thì mình chạy khỏi nóng máy đó. Mình khuyên bạn mua gas thôi. Ok, giờ mình chỉ bạn cách thay cái này dễ lắm, thay dây rất là dễ ha, cái dây rất thay dễ. Giờ mình mở ra, đây mình mở ra bằng coi nha, mình mở bằng coi, mình chỉ bằng cách thay dây nha. Đó, cái máy này rất là tiện, cái thay dây này rất là dễ. Giờ cái dây này bắt đầu nó có hai cái bấm, cái bóp này bạn thấy không, cái bóp này nè, bên này một cái, bên này một cái, ok. Giờ bạn muốn mở ra, để chỉ cái dây bằng hết rồi nha, cái dây bằng hết rồi bạn mở ra thì bạn bóp cho cái này vô, bạn bóp vô bằng giật lên thôi nha, bóp vô bằng lấy ra, nha, bạn bóp vô nó thụt vô trong. Nó thuộc cho trong nè, rồi bạn lấy ra đó. Nó trong này có những bộ phận gì, nó có cái dây cuốn này, nó cái dây này, cái hộp một cái này ha, rồi một cái này, cái cục vàng vàng xanh xanh này, với một ba cái thôi. Thì bạn lấy ra cái, giả sử cái này hết đi, mình chỉ cho bạn làm từ đầu đến cuối nha. Đó, bạn đầu tiên là bạn cái dây này, giả sử như cái dây này bạn mua nó tốt lắm, cái dây này nó có cái kẽm trong, nó không có đứt nên bạn hay cầm kẽm nè, bạn mua nó có cầm kẽm trong, nó hơi mắc thì xíu nhưng dùng rất là lâu, nó không có đứt đó. Giờ bạn bắt đầu bằng cắt hai cái dây đều ra, bằng cắt rồi bạn đo đều sợi dây, bạn thấy không, đo đều sợi dây ha, nó bằng rồi ha. Ok, đều hết hai cái rồi, sau đó bạn sẽ xỏ vô cái lỗ này, bằng xỏ vô lỗ này ha, nó có hai cái lỗ, bằng xỏ vô bằng kéo ra đó, bằng kéo cái đều ra nha. Bạn sẽ nối giữ hai cái đầu, cái đầu này với đầu này, bạn sẽ kéo ra, bạn kéo cho nó đều hai cái đầu này ha. Đó, bạn chấp hai cái đầu này đều lại, bạn rì cho đều, thấy chưa, nó đều lại đó. Sau đó bạn đút vô từ cái này, đút vô đây, bạn thấy không, cái này nó có cái lỗ trong này, bạn để nó về ha, rồi bạn xỏ này vô đây, bạn để y này vô về cho mình, nó để như bình thường của bạn, cho xanh vô đó. Rồi sau đó bạn sẽ đút thì dây vô cái lỗ này. Đó, bạn đút cho cái lỗ này nha. Này nè, đút cái đây. Một cái, bạn kéo ra. Bây giờ bạn kéo ra một cái ha. Rồi cái này bạn cũng đút có nhiều cái nữa. Đó, đút cho hai đầu hai cái. Hai đầu hai cái đút cho ha, rồi đút cho hai đầu hai cái nó đều rồi đó. Đó, cái này vô một sợi ha. Rồi cái này một sợi. Mình chỉ cho bạn cách làm cái này. Đó, bạn kéo ra, bạn nắm cái đầu bạn kéo ra. Đó, kéo ra nè, thấy chưa, bạn để vô đây, bạn bắp vô, nó bằng đẩy xuống ha, bằng đẩy xuống nè, cái này này đó, nó vô khớp rồi nè, thấy chưa, nó vô khớp rồi đó, bạn thấy chưa, nó vô điều giờ này, nó vô khớp đó, thấy chưa. Rồi bằng sau bằng quay vô, bằng cầm bằng quay vô nè, quay nó vô là nè,
Đó, quay vô cái dây nó vô lần. Đó, bằng làm một quay vô. Mà quay vô cái dây nó vô lần lần cho bạn nha. Đó. Khi mà quay vô nó đều hai cái đó, nó quay vô từ hết luôn ha. Đó, mà thấy chưa, hai cái đoạn này là cuối cùng nó đều lại nè. Đó, cái này nó cũng xuống lại đều lại. Mà quay tiếp, quay còn để chừng cỡ một khúc nhỏ thôi. Đó, khúc nhỏ nè, bạn thấy chưa? Đó, khúc nhỏ thôi. Rồi muốn vô chút xíu nữa cũng được. Đó, mà quay vô rồi là xong ha. Nó bằng bỏ giống vậy nè ha, vô nằm đường thẳng này đó. Rồi xong bằng bằng bỏ vậy thôi, bằng bóp cho nó xong. Để vô khớp nè ha, bằng đẩy xuống. Đó, nó vô khớp nè ha. Nó vô khớp, rồi nó vô nó đều hết, mình thấy vô khớp nè. Cái khớp này nè. Rồi sau đó mình nếu mà muốn tăng cái dây ra đó, bằng bằng chặn này xuống, bằng kéo ra. Kéo chạy ra hay chưa? Đó, thấy chưa? Nó kéo như vậy là khi muốn tăng cái dây dài ra nó ngắn á thì bằng chặn này vô nè, chặn này xuống ha. Chặn xuống bằng bóp nó ra dài nè. Còn nếu không thích thì mình cuốn vô lại. Mình quay lại. Quay cái dây nó ngắn lại. Đó, nó ngắn lại nè ha. Vậy thôi. Giờ mình cắt chung coi ha. Cái chỗ này chỗ tắt nha bạn, cái bật tắt bật ha. Rồi cái dây nó ngắn, mà thấy cái dây nó ngắn không đó. Giờ mình chỉ mình bằng kéo ra thì bóp cho vô ha, bóp chặn xuống đó, bằng kéo ra bóp vô thả ra, bóp vô là nó dài ra khúc, mà thấy không, nó dài ra. Rồi bạn sẽ cắt tiếp tục ha, rất dễ cho bạn. Khi mà chặn nó xuống thì nó dây nó kéo ra thôi nha. Hello, nhưng mà bạn ơi, mình xin cho bạn chỉ bạn cái này, cái thổi rất là tốt nha. Bạn mua trong phòng thì mua cái thổi để mà mình thổi cỏ đó. Ok, giờ mình cái này nó rất là dễ, mình cắm điện dùng thôi nha. Cái nồi rất là dễ cho bạn, mình thử mình coi nha. Các bạn ơi, giờ mình chỉ cái phần của phân này nha. Giờ mình chuẩn bị bỏ cỏ cho bạn thấy nha. Mình chỉ bằng cách bỏ cỏ sao nha, mình rải cái sao. Cái phân này 13 13, nó rất là chất cho cỏ ha. Nó rất cỏ rất là tốt. Và mình sẽ bỏ vô thân 2. Do nó rất, cái hột nó rất là bự. Cái hột trong rất là bự, cái hột nó tan lâu lắm bạn. Mình bỏ cái thân 2 về nó rất là tốt cho bạn nha. Cái phân này thân 2 đó, cái hột trong nó rất là lâu tan. Có thể trong vòng 6 tháng mà không cần bỏ nữa. Đến tháng 9 tháng 10 cái cỏ vẫn là tốt nha. Bây giờ mình rải cho bạn coi thế nào nha, mình dùng bằng tay thôi, bằng tay tốt nhất nha bạn. Mình mang bao tay vô nha bạn, mình mang bao tay vô nè. Rồi sau mình là mình múc ra, mình hốt ra, mình đổ thôi. Đó, mình hốt ra rồi mình đi rải hết luôn cho mình, rải nó đều tay nè, rải cho nó đều ra ha, nó đều ra hết cho mình đi, là nó rất là tốt, rải đều cho mình ra. Nó mà rải này chừng cỡ một tuần sau nó mọc rất là nhiều. Cái cỏ xanh nó lên rất là xanh, nó không có bị không bị vàng lá nha. Một tuần sau là cây rất là tốt. Bằng bà rải tháng này là tốt lắm rồi ha. Tháng này là tháng 2 á, cái phân này tháng 2 bằng rải cái điều cho mình đi. Đó, rải hết cho mình. Bằng rải rồi từ tháng 2 bắt đầu nó ra, tháng 2 tuần sau bắt đầu nó ra một xíu. Còn nhớ rải cái thân này rồi xong á, bằng tưới miếng nước cho nó nha. Bằng tưới nước cho nó cái cỏ nó ướt xuống rồi thấm xuống nha bạn nha. Mình bỏ xong rồi mình tưới nước cho nó đều lại đó, nó xuống với dập, nó dập nó xuống với rễ nó tốt hơn đó. Khi mình cắt cái ngắn này rồi mình bỏ lên là rất là tốt các bạn nha. Bỏ đều cho mình hết phân này nha, là nó rất là tốt. Giờ mình chuyển qua chế độ mình trồng bông cho bạn coi cách trồng bông thế nào để cho cây nó tốt á, rồi cái phân nó thế nào, bỏ đất thế nào nha. Mình trồng bông, những cái bông mình mua hôm nay mình chỉ cho bạn thấy nha. Các bạn thấy những cái bông này bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị nó hợp cho mùa mùa xuân.
cái mùa xuân nó là cái bông này rất là đẹp, nó rất là phát triển, rất nó mở hoài thôi, khi nó tàn nó rất là lâu tàn, các bạn biết không, trong vòng mấy tháng trời nó vẫn còn nguyên cái bông này, nó không có tàn nha. Đó, giờ mình sẽ chỉ bạn cái cách trồng bông thế nào bông này ha. Rồi cái bông màu vàng này nữa rất là đẹp ha. Rồi những cái bông cỏ, đây gọi là bông cỏ, cái bông cỏ này nè, nó màu tím nha. Giờ mình bắt đầu nó khi nó tàn nó ra tiếp tục, rồi mình trồng cho bạn, chỉ các bạn cách trồng thế nào là để cái cây nó tươi hoài, nó không bị xuống nha bạn, nó không bị mất cái màu đỏ nha. Thì mình cũng dùng phân 13 thôi, nó không có, mùa này nó rất là tốt cho cái những cái cây này, bông này nha. Giờ mình trồng những cái bông nào mình chỉ bằng cách làm nha. Đó, đầu tiên là bạn phải cần cái phân phân bò ha, phân bò để mình trộn chung với đất cũ năm rồi, mình trồng với đất cũ năm rồi thì lâu á thì nó không có còn nữa nên mình mix một chút xíu, mình bỏ chung với đất mới, đất cũ mình trộn lại với nhau 50-50, 50-50% thì cái đất này nó rất là tốt nha bạn. Rồi sau đó mình rải cái phân này cho cái phân 13 lên, cái phân là 13 ha, mình rải lại, mình rải lên, rải chung cho mình trồng, rải lên rải dưới. Sau đó mình chỉ với bạn cách sau mà mình chỉ với bạn tiếp tục nha. Cũ bớt ra nha bạn, lấy 50% đất cũ ra, nó cái đất cũ năm rồi để mình trồng, cái đất nó không còn tốn nữa, mình lấy bớt ra đó 50%. Thì sau đó bạn bỏ đất mới vô, đất mới vô, chừng 50% đất mới vô, tất cả các loại cây bằng trồng bạn muốn thay đất thì bỏ 50% đất mới, lấy đất cũ bỏ ra rồi bỏ đất mới vô 50% vô cái chỗ đất mới của bạn nha. Mình chỉ làm một cái nhỏ nhỏ cho bạn thấy thôi, còn nếu bạn ở nhà thì bạn tự làm nha, thì bạn tự làm nó dễ hơn ha. Nó mình làm tự làm dễ hơn. Do đó mình bỏ 50% đất này vô. Đó, cái đất mới. Đất này phân bò đất mới bỏ vô ha. Bỏ 50% vô. Đó. Khi mình trộn giữa đất mới đất cũ thì cái cây nó không có nóng. Cứ 50% đất mới và 50% đất cũ thì nó không có cái nóng cái cây nha. Rồi sau bây dùng đất này đất mới mình mới bỏ vô đây. Đất nó còn rất là tốt. Mình rất là đen, bạn thấy không, rất là đen, mình trộn chung lại với nhau. Rồi sau đó mình sẽ bỏ phân 13 vô một xíu, cái phân này đó, mình dùng cái phân này nè đó, mình hốt rồi rải xíu vô, mình rải đều đó, mình rải đều vậy nè, sau đó mình trộn lại cho đều lại, mình trộn cho nó đều lại ha, nó trộn đều lại, trộn đều hết. Cái phân này rất là lâu, rau tan lắm, mình trộn như nè, cái tháng 2 mình đang làm đó, mình trộn đều cho mình hết. Cái phân nó nằm chung với đất này nè, đất cũ đất mới mình trộn lại với nhau thì cái đất nó không có bị nóng, nhưng mà tháng 2 nó không có nóng, không có hại gì hết. Đừng có dùng tháng 4, tháng 5 là cái cây nó chết nha các bạn. Đó, mình trộn đều lại, mình bỏ phân 12 13 đó, mình trộn đều lại rồi sau đó mình trồng cái cây xuống nha. Cái cây này mình trồng xuống đó, và nhớ trồng cái cây xuống để đừng có trồng quá sâu, trồng khoảng cách mặt đất á thì khoảng chừng cái phần trên nó đừng có quá sâu, nếu sâu quá thì cái cây nó không có tốt, nó phát triển không tốt. Đó, mình trồng xong rồi, cây này mình trồng xuống thì nó khoảng cách với đất chút xíu thôi, còn thấy không, khi mình lấp lại á, lấp lại thì cái lượng đất nó nằm lên nó không có quá cao, nó khoảng chừng 2 in từ cái rễ lên thôi, 2-3 in. Nếu cao quá đó thì cái nó sâu quá thì cái lượng nó không có đủ cái chất oxygen, cái cây nó sẽ chết, nên mình trồng nó vừa thôi, đừng có cao lắm. Mình nói mình lấy đất lại, mình nhớ là bằng cái tháng này là mình trồng bông qua cây rất là đẹp nha các bạn. Đó, mình trồng tới đây cái độ sâu nó tới đây được rồi. Đó, khoảng cách đừng có cao quá tới đây cũng được, mà nó khoảng cách từ cái rễ nè, cái rễ lên từng 2 in, từ 2 in cây rất là đẹp các bạn ha, cây rất là phát triển ha, mình rất đẹp ha. Ok, mình chỉ bạn cách trồng cây đó, tất cả các loại cây bông hoa nào bằng trồng cũng giống vậy đó nha. Đó, những cái cây nào bằng trồng giống y cho mình, bạn lấy 50% đất ra, bỏ đất cũ bỏ ra, rồi sau đó lấy đất mới, đất mình mua chỉ bạn đó, phân bò đó bỏ vô trộn chung lại với nhau, rồi sau đó bỏ cái phân 13 mình chỉ bạn đó bỏ vô trộn đều lại, trộn đều rồi mình trồng xuống thôi. Đó, trồng cái mùa này rất là tốt ha, phong rất là tốt, mình đã hoàn thành cái cây, mình thấy không, này bạn muốn thì mình mua cái lá dâm, hoặc là những cái dâm mà trong đó bán trong những cái chỗ hầm đi phô nó bán cái lá dâm, hoặc là những cái lá diệp bạn bỏ lên đây, cỏ một cỏ, những cỏ mình cắt ra mình bỏ này ha, để cho thứ nhất là nó giữ cái độ nóng không được ẩm, nóng như cái rễ nó không có được nóng cái rễ thì cái dâm nó rất là tốt, nó giữ độ ẩm, thứ hai là nó không có nóng cái rễ, hoặc là những cái gì cỏ hoặc là những cái lá dâm, những gì mình bỏ trên này ha, bỏ này để nó che cái rễ nó không có nóng và tưới nước giữ độ ẩm nhiều hơn. Còn nếu mình không có thì mình lấy đá, mình mua đá về mình cắt cũng đẹp nữa. Cái đá này là mua trong những chỗ bán đá nhiều á, đá trong một bao hai bao hoặc mua số lượng nhiều, mình nhờ xe nó chở tới cho mình ha, rồi mình xếp dưới này nè,
cái đá này nó cũng là tốt, nó giữ cho cái nhiệt độ của cái thân cây nó không có bị khô, nước đâu mà khô nha bạn. Cái đá này mình bỏ lên thì rất là nổi, khi mình để cái đèn buổi tối mình làm những cái đèn á, cái đèn LED, những cái đèn mà nó bút đẹp á, nó chiếu rất là nổi, cái màu trắng với màu đỏ nó đi rất là đẹp bạn ha. Đó, bạn nhớ bỏ cái đá này nó rất là tốt, nó làm cho cái nhiệt độ của cái cây lúc nào cũng ẩm hết, nó không có bị bốc nước. Rồi cái đá này nó làm cho cái giữ cái độ ẩm, độ nóng của phần dưới của cái rễ nó không có bị chết các bạn. Do đó cái đá này rất là tốt nha bạn. Thì mình nếu cái đá này mình mua cái đá này nè, nó màu trắng, nó trắng hoài rồi, nó không có bị bay màu. Cái mưa là nó trắng đẹp lắm. Nó rất là tốt cho cái cây nha bạn. Đó. Rồi cái đèn á, khi mình làm cái đèn LED, cái đèn này nè. Cái đèn này là dùng bằng 12V. Thì khi nào mình sẽ chỉ bạn cách làm sao đưa gắp đèn 12V. Đèn nó rất là dễ dùng. Mà tối tự động nó sáng, tối tắt đèn rất là đẹp, mình sẽ chỉ bằng sau nha. Cái đèn này mình làm hết những đèn mình thấy không? Đó, cái đèn này mình tự làm. Từ từ mình sẽ chỉ cho bạn ha. Mình sẽ chỉ bạn cái video tiếp tục là cái đèn mình LED mình sẽ cách gắn đèn làm thế nào ngoài vườn nha. Rất là dễ, rẻ tiền, bạn không cần mà bạn bỏ tiền ra nhiều mướn ta làm, tự làm nhà được hết. Mình chỉ cách bạn gắn đèn LED ha, bằng dùng bằng điện luôn á, bằng điện ra thì 12V. Nó biến từ điện ra ha, mình sẽ chỉ bằng sau. Ok, giờ mình cảm ơn, mình chấm dứt cái video nha. Nếu cái video tới mình sẽ chỉ bạn có cách làm gắn đèn điện ngoài trời, là điện để những điện rất là an toàn và không có gì hết. Bạn dùng những cái đèn mà ngoài vườn á, dùng 12V, bạn dùng rất là nhiều, mà rất là tiện cho biển đèn điện bạn LED nó không có tốn điện nha. Bạn đừng có dùng đèn solar, cái đồ solar nó không có tốt đâu, cái solar nó giữ điện không được bao lâu nó sẽ hết nha. Còn cái này nó rất là tiện cho bạn và rất là lợi điện, nó không bao nhiêu, nó có máy quá thôi nó chân trưng là ha. Ok, cảm ơn bạn, mình sẽ chỉ video tiếp tục cho bạn theo dõi mình nha, để mình chỉ cách là gắn đèn vườn và đằng trước sân nhà rất là đẹp và tiện, rất là tiện lợi cho bạn mà đi dành tiền nha. Rồi cái gì ủng hộ video cho mình nha. Rồi, bye bye bạn.